ăn uống no sai rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Đương nhiên là phải đi vận động thôi. Đố mọi người tụi tôi sẽ đi đâu? Thôi không cho đoán mò nữa đâu. Đó chính là đi karaoke. Cái chỗ này là năm rồi tôi mới phát hiện ra luôn. Nó tôi phát hiện ra vậy chứ bạn tôi dẫn tôi đi á mọi người. Thật ra đó giờ toàn đi ca mà kiểu dạng một tiếng á, 100 mấy cho lên không hà. Cho nên là muốn đi hát á thì rất là đáng đo suy nghĩ. Nhưng mà chỗ này chỉ có 60 ngàn một tiếng thôi. Vô hát banh ta lông luôn. Hát tới chán rồi về luôn á mọi người. Chỗ này chắc nhiều bạn học ở trường đại học Tiền Giang sẽ biết hen. Mình đang từ đường Lý Thường Kiệt quẹo vào đường Phạm Thanh, tức là lộ tập đoàn. Chạy một đoạn, rồi nhìn bên tay phải có quán karaoke 770. Ở đó người ta có ghi cụ thể giá tiền cho mình là 60 ngàn một giờ. Đó giờ cái quan điểm của mình đó là thường mấy cái quán này nè mình không có vô. Bởi vì cái giọng mình đã dở rồi mà cái dàn âm thanh nó lại dở nữa thì thôi nó su lắm. Khi mình hát lên nó cảm giác như nó bị quê á. Nhưng mà chỗ này âm thanh ổn nha. Tôi là tôi khoái hát cái phòng cuối cùng quẹo phải. Đó là cái phòng đầu tiên tôi được trải nghiệm và vô hát thử. Âm thanh ok. Tôi vô tôi toàn me phòng đó thôi. Địa chỉ là số 68 đường Phạm Thanh, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhớ chạy xe thẳng vô trong nhà luôn nha mấy bà. Phòng được bài trí rất là đơn giản. Sử dụng màn hình cảm ứng, có đèn chớp nháy luôn nhưng mà chớp hoài nhức mắt lắm. Mình xin nhắc lại là chỗ này giá rẻ cho nên mấy bạn đừng có đòi hỏi là phòng ốc phải được trang trí đẹp đẽ để mấy bạn chụp hình check in nha. Chịu vô đây để hát, giải trí, giải tỏa những cơn thèm hát ở trong nhà tắm. Vô đây hát thả ga, chia tiền cũng không sợ bị đau ví. Mình thường mấy bạn đi hay hát bài gì ạ? Tôi thì hay lên YouTube để chọn mấy bài mashup á. Mấy cái bài mashup á thường sẽ kết hợp nhiều bài lại với nhau, cho nên có bài mình biết có bài không biết. Một trải nghiệm mới đáng nên thử. Với lại lâu lâu được nghe lại những bài hồi xưa mình đã từng nghe hoài niệm lắm mọi người. À có cái này nè tôi mới phát hiện ra. Chắc nhiều bạn cũng đã biết rồi hen. Nhưng mà thôi tôi sẽ up cho những bạn không biết nè. Mời mọi người nghe thử nha. Thank you.